Ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, thì đây là nơi quê nhà của ông, về cứ điểm xuất phát ông sinh trưởng ở nơi đây. Em là một người con gái của An Giang, thì hôm nay em cũng lần đầu tiên em đến đây để mà trải nghiệm của ông Đức Cứu Quảng, cũng rất là vui mừng vì được mình chia sẻ và lan tỏa cái nét văn hóa ở quê hương của mình. Và duy diệu hơn nữa là Đức Cố là chỉ vắng mặt, xin lặp lại ha quý vị, Đức Cố chỉ vắng mặt chứ không có là cái tướng hảo đặc biệt mà chúng sanh là chúng ta không thể nào có được. Quý vị nhìn thấy hết sức là cái tướng thần của ông à. Rồi cái bỗng nhiên có cái kia, có cái ông năm chèo ở dưới, ông nổ lên cái ông dẹt cắp cái cho ghe lướt, ông cố lướt qua tới. Rồi cái tụi hai ông cố ghe, ông cố lướt qua thì chắp nó nhét lại nên nó không. Ổng nói một cái câu nói là ta thà chết chứ không mà đầu quân lỗi chân quân thần, không bao giờ là đầu rồi mà giặt mà nó mặt tình cá ông ăn chung mặt sướng như tôi vào rừng cá nướng rau chay. Vì muốn có trách nhiệm với là xã hội. Rồi thì đền ơn đáp nghĩa cho các vị anh hùng có công với đất nước. Với là con cháu của ông cố mà phải cố gắng. Cũng rồi gốc này ha. Dạ. Tìm gốc thôi gì. Cho nên những cái gốc gác và những cái quê hương xứ sở của những vị tiền nhân cổ phụ. Thì ở đây là một cái cây gáo do Đức Cố, chính tay Đức Cố trồng đây. Còn lưu giữ đến ngày hôm nay, gáo này cũng là mấy trăm năm rồi đó. Xe con mới đẩy dữ lắm, ngày mai 21, ngày mai đẩy dữ dằn. Mấy con đâu ạ? Tôi cũng có đôi lời chúc bà con đồng đạo đi trên đường về dự lễ được an toàn, và mà về nhà mạnh khỏe, tiến tu cho đến ngày thành công viên mãn. Kính chúc quý vị mình một cái mùa lễ để đến kính viếng Đức Cố, là một vị anh hùng dân tộc mà được Đức Thầy có nhắc rất là nhiều. Tử vì nước còn ghi linh miếu, thác vì đời thanh sử danh bia. Rồi, kính thưa cô chú và anh chị em đã trở lại số video tiếp theo của anh em chúng tôi. Thì lời nói đầu tiên xin gửi lời chào và chúc đến toàn thể chư quý vị. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại dinh chánh quảng cơ Trần Văn Thành. Ở đây thuộc về ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, thì đây là nơi quê nhà của ông, về cứ điểm xuất phát ông sinh trưởng ở nơi đây. Giờ đây mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi để ghi hình đôi nét cập nhật ở buổi lễ của buổi sáng ngày hôm nay ha quý vị. Thì chuẩn bị ngày mai, ngày mốt nữa đã vào chánh lễ dỗ của thưa quý vị, thì ngày này là ngày lễ kỷ niệm của Đức Cố vắng mặt. Đấy. Rồi thấy chú biết về đôi nét rồi tiểu sử của ông cố không chú? Đức Cố thì hồi đó Đức Cố về đầu mấy thưa rồi thất thủ rồi mấy họ mấy ta mới lập đền thờ ở chùa Láng nè, với chỗ mấy thưa là chỗ lò rèn của Đức Cố rồi đó, là để về ấy binh ở đó đó. Cái đoạn ha. Không biết. Em là một người con gái của An Giang, thì hôm nay em cũng lần đầu tiên em đến đây để mà trải nghiệm của ông Đức Cứu Quảng, cũng rất là vui mừng vì được mình chia sẻ và lan tỏa cái nét văn hóa ở quê hương của mình. Như vậy thì gương hạnh của một vị anh hùng, chị cảm nghĩ như thế nào trong những ngày lễ dỗ? Em thấy là giống như gọi là cố Đức Quảng thì là một vị anh hùng, thì như thế này mới được nhiều bà con đến đây để mà có thể là đem những cái công đức của mình, những cái công sức của mình ra để mà làm như thế này thật là hoành tráng luôn. Em cảm ơn anh nha. Rồi, cảm ơn quý vị. Thấy du khách đến dinh thì trong cái trước những cái ngày lễ dỗ của Đức Cố sắp tới, thì chỉ còn có 2 ngày nữa, bữa nay là ngày 20 thôi quý vị. Thì thấy đồng đạo và du khách đến lễ bái nơi dinh thờ của Đức Cố hết sức là đông ha. Giờ đây thì quý vị sẽ ra phía sau để chúng ta thấy 8.000 đòn bánh tét sẽ diễn biến ra trong cái mấy ngày nay. Quý cô đang tích cực
với quý vị nhìn thấy nè, hết sức đông ở gì. Hình như cái dinh tại quê của ông cố thấy không có anh em nào cập nhật thông tin hết trơn á. Coi chỉ có đi vòng vòng nãy giờ là thấy có hai anh em tôi cập nhật, quý vị ủng hộ cho hai anh em tôi ha. Quý vị nên nhớ rằng chúng ta phải tiếng thầy nói là gặp gốc phải mau tìm gốc thôi quý vị. Cho nên những cái gốc gác và những cái quê hương xứ sở của những vị tiền nhân cổ phụ thì chúng ta nên cần phải ghi nhớ lại một chút xíu, phải quan tâm một chút xíu, chứ để chúng ta đi bên ngoài hoài thì nó sẽ quên lãng đi những cái gì hay ho. Dạ, quý vị thấy này. Dạ, một điều duy diệu hơn nữa là Đức Cố là chỉ vắn mặt, xin lặp lại ha quý vị, Đức Cố chỉ vắn mặt chứ không có là viên tịch hay là mất luôn. Đức Cố sẽ trở về trong cái ngày mà Đức Thầy sẽ trở về, tại vì Đức Cố là quy y với Đức Phật Thầy Tây An, mà Đức Phật Thầy Tây An là chuyển kiếp của Đức Thầy mình. Như vậy thì Đức Cố là về Chiêu An. Rồi giờ đây xin trở lại chương trình, thì mời quý vị cập nhật xem những cái hình ảnh với cô gói bánh tét nè, cái lượng quá chừng nhiều rồi ha. Thì vừa qua quý vị cũng đã nghe qua ông hai ở trong dinh cũng đã nói rõ về cái vấn đề lịch sử của Đức Cố. Và bên cạnh đó thì ở dinh này thì được hai bảo vật, thứ nhất là cây gươm của binh gia, cái thứ hai lại là cây gáo mà do Đức Cố chồng để lại mấy trăm tuổi quý vị. Này mình gói bánh hồi nào tới giờ đó cô? Cô không biết nữa, cô mới lại hồi nãy giờ hơn. Con hỏi mấy chị này nè. Dạ. Cô. Mấy ngày rồi cô? Bữa nay đến ngày thứ ba rồi cô. Bữa nay đến 3 ngày rồi đó. Quay mặt lại cô. Nè. Rồi số lượng nhiều không cô? Số lượng nhiều lắm. Mấy ngàn đòn lận cô? Ngày hôm qua 10.000 mấy rồi đó, bữa nay nữa nè. Bữa nay nữa. Vậy là một ngày hả? Một ngày là 10.000 hả? 10.000 đòn, 10.000 đòn. 10.000 đòn hả? Trời ơi. Cái này là chắc 3.000. Vậy mình có bánh tét nó gồm bao nhiêu loại nhân cô? Trắng chứ nhật chuối. Con chuối hả? Đúng rồi. Vậy là ngày nay là ngày cuối. Chút nữa hết rồi. Quá khứ cái lượng rồi. Số lượng cái người gói ở đây cỡ trên 300-400 người hả con? Bữa nào cũng vậy đấy. Có là cho gần sớm, ai gói là cho hai đoạn đoạn vậy đó. Vậy hả? Để tại vì gói cho 38 bao là tới tấn mấy. Tấn mấy là mấy đoạn. Mười mấy ngàn đoạn là nghe nói là mười mấy. Năm nào ở Vinh mình cũng có gói bánh tét hết hả cô? Năm nào cũng gói 3 ngày vậy đó. Đãi hôm mai ngày mốt, đãi đến xe, hôm mai đãi dữ lắm. Ngày mai 21, hôm mai đãi dữ dằn. Mấy con đâu ạ? Mấy năm là mấy tôi cũng lên đây ở. Quý cô có đôi lời gì chúc cho đồng đạo đến dự lễ nhân ngày lễ của nói cô sắp tới rồi cô? Nói đi cô. Mấy con là sau này được thành công, đất đầu quả, thành thật ngon ha. Cho cô nếm ra, cho cô cái ké cho nghe. Quý quá. Cho dừng mấy cô đi trước con đó. Cô không bằng con đâu. Dạ. Tại cô còn mạng, cô còn đời, không như con tôi mấy con. Đâu, cô còn mạng, cô còn đời. Mấy con thì tôi. Làm từ thiện rồi được rồi. Sau này là cho cô nếm vợ với nghe ăn hết đó. Cô làm từ thiện rồi được rồi, đâu có gì đâu. Dạ. Rồi giờ mình di chuyển vào bên trong. Dạ, cảm ơn. Thấy bay đâu tìm về. Sao không giờ? Chúng với xíu gặp đó bà tôi. Rồi vậy mà quý vị chúng ta đi tiến vào bên trong để thấy những cái hình ảnh của mấy cô gói bánh tét. Xin ghi hình lại tất cả những hình ảnh đẹp này cho quý vị xem ha. Từ bên ngoài đến bên trong quý vị nhìn thấy hết khuôn mặt. Có ai thấy nhìn thấy bà con dòng họ mình thì vô xuống dưới bình luận được ha. Đúng rồi. Qua đây, qua đây. Bởi vì cho nên đồng đạo chúng ta nên thấy những hưởng ứng vào những cái ngày lễ của các cái vị tiền nhân này để lại thì hết sức là long trọng quá vậy. Thấy quý cô cũng hết sức là tích cực. Cô là vui quá ta. Con ở đâu ạ? Con ở gần đây nè. Vậy đó hả? Cô làm mấy ngày nay rồi? 4 ngày nay, nó 4 ngày rồi. Đi 47. Ở xa không? Cô ở trước cửa chùa Quy Y mình chảnh mà đường lộ ngoài đó. Trước cửa nhà quận đó biết không? Không biết hả? Bà cụ lớn tuổi mà thấy sức khỏe còn yên. Hôm nay 76 tuổi rồi. Là nhờ làm từ thiện mà sống dai hả bà cụ? Thì nó ngày mình cũng nhờ ăn tương mấy chục năm, bốn mấy năm rồi. Rồi cái có mình già vậy thì cái chuyện nào nhẹ, về chùa chiền mình đi chứ nó ngay đi nhổ thuốc nam chồng thì đi không có nổi. Mình đi chùa, đi dinh rồi này kia vậy mới nổi con. Thấy dự kiến lễ của ông cố năm nay chấn đông hả con? Đông lắm, năm nay thấy
thấy đông hơn một năm à. Ngày qua thấy gói bánh mấy bữa cô lao lá đó thì nó ít nha. Yeah. Còn có ngày qua này gói là quá đông, không có chỗ ngồi luôn. Yeah. Vậy là năm nay đông hơn mấy năm trước rồi? Đông nữa con, một ngày thấy làm như bây giờ làm như người ta tu. giờ người ta tu nhiều ha. Bà hai có thể biết những hai một cái câu chuyện hay là một cái đoạn nào mà huyền bí của Đức Cố không, kể cho nhân vào cái ngày lễ của ông kia bà hai? Thì bà hai có nghe ở trong cái mẫu chuyện mà Đức Cố mà đi đánh tay đánh giặc hồi đó rồi Đức Cố đánh qua đánh bị đi đánh quá xá bị tay nó có vũ khí nhiều hơn của ông cố, rồi thành ra nó thục vô ha, đầm đồng đồn gì của ông cố sập hết trơn. Rồi ông cố mới đi ra thác ra, ông cố mới tập tụ quân lính đánh mà đánh không có lợi. Rồi thấy ông cố thấy mà quân sĩ của ông cố đó con chết nhiều quá, rồi cái ông cố mới xuống, ông cố mới giái hoàng thiên chư thần các vị chờ Phật này kia đó, nếu như còn mà cái nước Việt Nam này nếu như còn thì cho ông cố thác nạn. Cái ông cố đi xuống dưới chiếc ghe mà ghe xưa hồi đó, ghe lường đó con. Cái ông cố mới chạy về cái chấp không à, chấp không cái chống không được, cái tự tay nó đằng sau nó dòm tới nó bắn ùng đùng vô trong ghe dữ lắm mà đều không có chết người nào hết trơn. Ông cố đứng chính giữa đứng đặng mà phát đặng cho quân sĩ chống đó. Rồi cái bỗng nhiên có cái ông năm chèo ở dưới, ông nổ lên cũng dẹt chấp cái cho ghe lướt, ông cố lướt qua tới. Rồi cái tụi hai ông cố ghe ông cố lướt qua thì chấp nó nhét lại nó không có cho tụi tay nó chạy theo kịp ông cố. Cái ông cố đó mới chạy lên tới trên núi của mình bây giờ kêu núi gì đó con, hồi đó hồi trong đó là kêu láng linh đồng láng đồ không đó. Rồi tới chân núi cái ông cố ở đó mới chia tay với lính, nói thôi bây giờ các quân sĩ bây giờ đâu gì đấy đi, bây giờ ông cố để ông cố đi một mình. Cái bỗng nhiên có con cọp bạch đó trên núi trên rừng đó chạy xuống thì cũng cọp chư thần đó con. Cái đi xuống cái ngước ông cố cọp bạch trắng, cái lỡ đó cái ông cố mới giái này kia, cái cọp mọp đầu cái ông cố phóng lên lưng đi mất tích luôn tới giờ. Cố có đi gì nguyên gì hình xác mà cho cố đâu có chết, bởi vì mình nói cái này là cái lễ ông cố chứ mình đừng có đám dỗ vậy đó, lễ kỷ niệm ông cố. Vậy là bà có nghe trong băng à? Hả, có nghe trong băng hả? Cố nghe kể lợi tàu cô nghe mẫu chuyện ông cố mà từ ông cố ngày đi ra rằng mà cho của cải rồi hết trơn là mà ông cố theo Phật thầy Tây An mình đó. Cho tới cuối cùng là ngày cố đi đến giặc là đi mất tích luôn tới giờ đó rồi hết. Như vậy thì ông Sáu năm chăng dẹt xong mà mới về núi. Số năm chèo ha, cái số tụi tay nó vượt ông cố rồi chạy đằng trước cái mương trước ha. Rồi tụi tay nó ở sau nó bắn nó thục ình vô ghe. Rồi cái lúc nào là con cọp cắm? Thì để cô nói tới nghe. Cái lúc mà dẹt về chấp đó con, dẹt về chấp nó đi cố mới đi ghe đó rồi cố mới ông năm chèo dẹt cái ghe ông cố lướt qua, rồi cái tụi đó nó lợi là đâu có được hả, ông cố đi qua là chấp nó dẹt nó nhấp là hết. Rồi cố mới đi đó thì đi qua cái đồng láng linh hồi đó, trong đó là kêu láng linh là đồng láng không có nước. Rồi cố mới đi tới cái chân núi rồi cố mới lên từ giả với quân sĩ với lính này kia, cái thì bỗng ở trên gần trên núi có ông cọp bạch xuống cái ông cố mới giái này kia, nó nước Việt Nam còn rồi cho ông cố thác nạn vậy đó. Rồi cái ông cố cọp mọp đầu xuống, ông cố phóng lên lưng đi mất tích luôn tới giờ. Rồi, vậy rồi kết thúc đây ha. Đâu được đó đó. Thì kính thưa với bà hai cùng tất cả chú ý đồng đạo với tín giả gần xa ha, thì vừa qua thì tụi con đến review gặp bà hai kể về cái câu chuyện mà quay quanh Đức Cố. Hết sức là hài ho và ly kỳ. Thôi con xin đại diện cho đồng đạo cũng như tín đồ gần xa nghe qua một cái câu chuyện của bà hai hết sức là hay ho. Cảm ơn bà hai rất nhiều và chúc bà hai tu hành tinh tấn và sức khỏe. Con nha. Rồi. Thưa quý vị, thì vừa qua một cái bà cụ có kể lại về sử của Đức Cố vô cùng ly kỳ, và bà cụ cũng kể từ trong sách sử để mà đưa ra. Chỉ một ngày duy nhất ngày hôm nay nữa thôi là bánh tét đã được nấu chín và đãi bà con rồi đó. Thì giờ đây thì quý vị trước màn ảnh của hai anh em chúng tôi thì quý vị thấy những đòn bánh tét sẽ sắp để ra lò
vô lò chứ, vô lò nấu rồi bắt đầu đem ra để cúng. Thứ nhất là cúng Đức Cố, và bên cạnh đó thì sẽ đãi cho đồng đạo du khách gần xa chúng ta đến dự lễ ha. Chúng ta sẽ dùng bánh tét để nhớ hoài những cái cuộc lễ. Thấy ai làm từ thiện thấy cũng vui cực hết trơn ha. Wow. Chắc có lẽ là hưởng được cái hồng phúc ở đây. Nói về tinh thần từ thiện thì Phật giáo Hòa Hảo là đứng đầu trong tất cả các trong các ban ngành đoàn thể về làm từ thiện á, chỉ có tín đồ phục vụ hết mình cho bà con. Nhưng mà quan trọng nhất là những cô lớn tuổi ấy, nhưng mà dẫn đến phục vụ với một cái tinh thần vì đạo pháp ha, vì dân tộc, hết sức là tích cực. Đây là gì đây anh? Đây là nếp đã được xào xong á đây. À, nếp với dừa ha. À. Nhìn thấy ngon quá ha. Đã ướp hết gia vị rồi đó ha. Và đây là bên cái khâu nứt bánh ha đây. Quý vị nào có thấy mặt bà con đồ vô bình luận đồ vô không quý vị? Để mình nhận bà con đồ, có ai đi lễ rồi nè, phải không anh? Đúng rồi, mình vô bình luận để thứ nhất á, là để hưởng ứng cái cuộc đại lễ của Đức Cố sắp tới, và bên cạnh đó có một cái tinh thần động lực cho mấy anh em để làm những cái video hay hơn nữa để đến tay du khách ha. Rồi giờ mình tiến vào sau đây nè quý vị ơi, những anh thanh niên thì làm cái việc nặng ha. Đúng rồi. Dạ. Thì mỗi người mỗi việc ha đây. Đức Cố có con cầu rất là nổi tiếng quý vị. Thua xuống láng xuống bưng. Nếu ra đầu giặc thì lỗi chân quân thần. Thanh niên nữa kìa. Hay ha. Mười ngàn đoàn phải không? Hồi nãy nghe bà cô nói 10.000 đoàn phải không? 10.000 đoàn đúng rồi đây. 10.000 đoàn mà phải tích cực gói trong vòng 3 ngày phải cho xong. Khâu để nạo dừa ha. Hết sức ha. Ở trong cái khu nhà bếp này tích cực đó ha. Ủa có bánh xong mà còn nạo dừa làm gì nữa ta? Chắc còn phải bánh canh hay hoặc chả bánh xèo gì đó để gì. Thưa quý vị, mấy anh đang vô cùng nhiệt tình để mà làm nè. Thưa quý vị, đây chúng ta tiến vào ngắt ngôi thờ để cho quý vị tham quan ở nơi đây ha. Bước vào trong chánh điện và các ngôi thờ thì quý vị thấy nào là nhang hoa này kia đồ hết sức là long trọng ha. Đây là bữa mấy mới làm lễ đồ này kia? 8 giờ làm lễ ngày 22. 8 giờ ngày 22 ha. 8 giờ 22 làm lễ đọc lễ sử Đức Cố luôn. Đọc lễ sử Đức Cố. Trong dinh mình chuẩn bị lễ gồm những gì thì bây giờ trước mắt thì từ ngày bữa là rằm tới nay là mình làm quay mặt hay không từ ngày bữa rằm tới nay á là mình chuẩn bị là hoàn tất hết trơn rồi. Nào là bánh tét là mình cũng gói 8-9 ngàn đòn á, rồi cơm nước đồ đãi trực tiếp, bánh xèo đồ họ đăng ký đồ cứ cho đãi tiếp tục tới từ bữa 17-18 tới nay. Thì tới ngày kết thúc là ngày 22 là 8 giờ mình làm lễ xong thì đãi một trận thì ở khoảng 12 giờ mình mới kết thúc. Có đọc tiểu sử rồi. Có luôn, đọc tiểu sử là 8 giờ sáng ngày 22. Rồi hiện tại ở đây ông hai có biết về tiểu sử ông Cố phần nào không, kể với mấy con nghe luôn. Rồi về cái tiểu sử ông Cố thì hồi trước đây thì ổng ở làng cùng nhỏ thuộc là ở đây là Bình Thạnh Đông, nhưng mà giờ nay là Phú Bình. Nhưng mà là lúc ông ở đây thì lúc đó là cậu hai Nhu có được 2 tuổi rồi. Cậu hai Nhu rồi, có cậu hai Nhu rồi. Khi mà 1856 mà 1849 Phật thầy đang ra đời ở Tòng Sơn á, ở Sa Môn hút thuốc trị bệnh á, ổng mới nghe được, ổng đi xuống dưới, ổng đi theo rồi ổng mới trị bệnh rồi ổng mới là quen làm như kết cái duyên với Phật thầy rồi hai rồi thầy mới thâu nhận làm đệ tử. Rồi trong khi đó ổng mới đảo về đây thì ổng mới bàn với bả thì cho đất cát ở đây, ổng mới đi theo Phật thầy vô trại ruộng là Thất Sơn hiện nay đó, để mà lo mà lập vườn khai mương đặng mà lo tu mà tu hành đặng mà làm phước làm danh, không có làm lúc đó chưa có đánh giặc. Khi mà 1856 thì Phật thầy đang tịch rồi mới truyền bộ ấn lại cho ổng là một đúng là 12 giờ ngày 1856 đó. Thì khi mà Đức Cố nhận mà
nhận nhiệm vụ lãnh bố ấn rồi đó ha, là lục thông bắt đầu là lúc đó trong giây lát là có liền. Thì từ đó sau trải qua là vài năm sau thì khi được lệnh nhà vua ban thì Đức Cố được lệnh đặng chống giặc xâm lăng, chống Pháp đó. Rồi khi mà cũng đánh được nhiều trận lắm, nhưng mà trong cái lúc mà khi mà về để thưa thì mình nói chung ra thì Đức Cố là một người anh hùng, mà cũng có trong đó còn có sứ quan là sợ chết, ham sống mà sợ chết, ổng mới buồn ổng đi. Nghĩa là nghĩa là ông buồn ổng đi chứ không phải là ông gì. Bởi vì ổng nói một cái câu nói là ta thà chết chứ không mà đầu quân lỗ chân quân thần, không bao giờ là đầu rồi mà giặt mà. Nó mặt tình cá ông ăn xuống mặt sướng, tôi vào rừng cá nướng rau chay. Vì ổng quyết định ổng đi mà. Đó, rồi ổng đi luôn rồi. Từ đó nay chứ còn cái tố sự thật là không chết. Nhưng mà sự thật mãi ra đến ngày 1939 khi Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời đó, thì ổng khi mà Đức Thầy dắt Đức ông đi lên núi Tà Lơn mấy em thì mới gặp là Đức Cố với Nguyễn Trực Trực tù trình luôn chẳng vậy đâu có chết đâu. Là lúc đó ổng được 120 mấy tuổi rồi, thì hôm nay là lần đó dễ dỗ ổng là 151, là bây giờ hiện thời ổng là 200 mấy tuổi còn gì nữa. Ổng đâu có chết, ổng là đã giờ thành Phật rồi còn chết gì nữa. Nhưng mà ở đây thì làng ông Cố ổng hôm nay thì bữa nay bà con ở trong làng mình cũng cất tu sửa lại đó, cho ai cho máy đó, cũng giữ là cái quyền của ổng là cây gáo đó, gáo đó đó là cái gì cây mà? Gáo của ổng trồng đó vì cây sao cây gáo ở... của ai trồng trồng đó vậy sao cây gáo đó vậy là cây gáo cũng lâu lắm hả? Của ổng bao nhiêu tuổi rồi? Cũng hẳn là gần 200 năm à. 200 năm thì Đức Cố đi đó giờ đó cây gáo đó. Ừ, còn thấy cái kỷ niệm cây gáo với một cái thanh gươm của ổng đó, thanh gươm bên Gia Nghị đó, trên bên Gia Nghị đó. Là cây gươm của ai? Của bên Gia Nghị là lính của Đức Cố. À cây gươm hả? Là ở đây cây rồi là gàn cây khác nữa phải không? Ừ, là gàn là cây khác nữa. Còn dinh này thì còn giữ một cái kỷ vật nào nữa không? Cái đó là một cây gươm với cây gáo không hả? Cây gươm cây gáo mà. À, ở đây giữ được cây gươm với cây gáo. À, nhưng mà cây gươm là của binh. Của binh không phải? Binh Gia Nghị. Dạ. Thì còn cây gươm ở dưới mà lò gàn là mới là của ông Cố hả? À, gươm lò gàn là rồi ở trong cây gươm ở trong số 2 á. Dạ, là cái gươm của ông Cố là khi mà ông Cố giục cái mương là sáng múc lên chúng đem lên á, là cái đao của ông đó, cái đao đó lớn lắm á. Dạ. Ừ. Cái đao đó là ông chỉ Đức Cố cầm thôi á, là chứ còn người thường cầm không nổi đâu. Bằng sắt hay là bằng gỗ? Nó bằng sắt. Nó mới là cả chục cân nữa. Nó nặng lắm. Rồi, vậy kết thúc đi mà hỏi. Vậy vừa qua thì được ông hai đã kể về cái lịch sử và những cái liên quan đến Đức Cố á, thì hết sức là hay ho và ly kỳ. Thứ nhất là ở dinh này thì được cây gáo do Đức Cố trồng. Thêm cái thứ hai nữa là cây gươm do Binh Nghị mà được lưu giữ các ở tại dinh đây. Thì thôi, những cái lời chia sẻ của ông hai thì hết sức là hay ho, đã làm cho đồng đạo cũng như quý du khách của chúng ta biết được về lịch sử của Đức Cố. Thôi thì ông hai có đôi lời gì chúc cho đồng đạo đến đây dự lễ không hai? Thì bữa nay cũng là ngày 20 tháng 2 năm Giáp Thìn, cũng là ngày giỗ lần thứ 151 của Cố. Thì tôi cũng trong thay mặt từ Vinh ở trong ban Vinh cũng không biết nói gì, cũng cầu chúc cho quý đồng đạo và anh em mình ráng mà lo tu thiền. Để giữ hội lâm qua sau này anh em mình gặp nhau. Hay là chúc hay quá. Rồi cảm ơn hai. Cảm ơn quý chú luôn nha. Rồi Đức Cố vắng bóng tới giờ luôn ha. Đức Cố vắng bóng tới giờ luôn. Thành ra mình cũng giờ noi gương vậy chứ mình cũng tấp sau mình cũng không hiểu rành người ta lắm. Thì chú ở đâu đến? Tôi ở từ Thốt Nốt, Tân Lộc. Tân Lộc Thốt Nốt. Đức Cố biết sơ về vấn đề Đức Cố đi cắm búa con thẻ không? Kể sơ sơ cũng được. Cố hồi đó Đức Phật Thầy Giang sai Đức Cố đi cắp 4 thẻ đó. Một là coi gì Vĩnh Hành, hai là cầu chữ ếch, số 3 ở Bà Bài, số 4 thì trong Vĩnh Gia Vĩnh Điều trong đó. Chú được biết là cái cây mà được làm ông thẻ là được làm bằng cái cây gì không chú?
kêu bằng cái cây gì nè, mày danh mộc mà cũng quên cái tên đó rồi nè, cái cây thôi vậy thì chú có đôi lời gì để cũng như chúc bà con đồng đạo đến dự lễ đi chú. Tôi cũng có đôi lời chúc bà con đồng đạo đi trên đường về dự lễ được an toàn, và mà về nhà mạnh khỏe, tiến tu cho đến nhà thành công viên mãn. Cảm ơn chú. Giờ đây mời quý vị chúng ta di chuyển vào bên trong để cập nhật tình tại lễ giỗ của ông cố. Thưa quý vị thì chúng tôi nghe ở đâu đó trong hai câu không mà biết nằm trong kim cổ kỳ quan hay là giảng xưa vậy đó, tức là tam thinh. Thưa quý vị, đây là tượng đài Đức Quảng Cơ Trần Văn Thành. Mình thấy phơi uy nghi của một vị tướng quên lắm. Đúng rồi đây. Thì một cái vị tướng thì luôn luôn nào nó cũng có một cái sắc thần và một cái tướng hảo đặc biệt mà chúng sanh là chúng ta không thể nào có được. Quý vị nhìn thấy hết sức là cái tướng thần của ông nè. Hết sức là đúng là cái tướng trời ha quý vị. Ông cầm gươm ha. Cầm gươm hết sức là uy nghi ha. Giống cụ Nguyễn quá ha. Thì qua cái ngày lễ kỷ niệm thì anh có những cái bài học về những cái tiền nhân của tổ phụ của cái người xưa để lại những cái công trạng không anh? Thì nói chung ra thì kính thưa với quý vị, thì chúng ta là những cái đoàn hậu tấn, tức là những cái đoàn chúng ta sau này thì chúng ta cũng phải noi gương của Đức Cố hoặc giả là của cụ Nguyễn, để chúng ta khi mà có giặc ngoại xâm lăng thì chúng ta cũng phải song pha để gìn giữ lại biên cương cho chúng ta được hòa bình. Còn trong lúc hòa bình thì chúng ta cũng làm những cái việc gì đó không tổn hại đến đất nước như lời Đức Thầy chúng ta đã từng khuyến dạy đó. Thì với một cái sự cảm nghĩ của chúng tôi thì khi mà chúng tôi sống ở đất nước Việt Nam và được hưởng được những cái mà tiền nhân tổ phụ đời lễ lại, tức là những vị chẳng hạn như cụ Nguyễn, rồi Đức Cố đã có cái sự công trạng để gìn giữ biên cương. Vì vậy mà chúng tôi cũng phải cố gắng một phần nào đó để noi gương theo ông, để bảo vệ đất nước của chúng ta được bình yên. Bây giờ rồi đó không hai? Chương trình hành lễ cho tại Vinh đó. Mình không biết gặp những chỗ gì. Vì đây là cầu Quốc Thế Dân An ha. Dạ, cầu Quốc Thế Dân An đó. Dạ, thường năm thì chú có đến đây không? Dạ, năm nào cũng có đến đây để mình dự ông đó, lễ ông. Rồi ngày mấy mới đọc tiểu sử của ông? Chú có nghe nói không? Mình cũng không có được gặp không. Dạ. Rồi, vậy cảm ơn chú ha. Quý vị nhân dịp buổi lễ thì gặp anh Yên, thì anh Yên có lời cảm nghĩ nào trong ngày lễ Đức Cố sắp tới anh Yên? Kính thưa quý đồng đạo cũng như quý bà con ở trên cộng đồng như tất cả quý vị hiện hữu thân kính, thì hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm Giáp Thìn. Thì thưa chư quý vị, nơi đây tức là thuộc xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Nơi đây là ngày xưa thuộc địa phận của Bình Thạnh Đông, nên cái dinh nơi đây ít có người biết là vì đây là quê hương của Đức Cố. Đây là quê hương Đức Cố rất là đặc biệt quý vị. Cho nên thì Đức Cố ngày xưa đó thì ở Bình Thạnh Đông còn nhỏ, nên nơi đây thì gần đây đó tức là được xây cất rất là khang trang, nên hàng năm vào cái ngày lễ của Đức Cố rất là đông. Thì các phái đoàn, các anh em về đãi cơm, đãi bún, bánh mì, bánh xèo vân vân. Cho nên vì vậy đó mà nếu quý vị nào mà muốn biết cái nguồn gốc thì chúng ta trở về Phú Bình, thì đây là quê hương, tức là nơi sanh ra Đức Cố. Thì trong cái buổi lễ rất là đông quý vị, bữa nay mới chỉ có 20 thôi. Thì xin kính chúc quý vị mình một cái mùa lễ để đến kính viếng Đức Cố, là một vị anh hùng dân tộc mà được Đức Thầy có nhắc rất là nhiều. Tử vì nước còn ghi linh miếu, thác vì đời thanh sử danh bia, hay hoặc giả là trăm năm ghi tạc miễu son đó. Cho nên thì những cái vị mà có công với đất nước quê hương thì sẽ được lưu truyền. Mà đặc biệt một cái điều nữa đó là Đức Cố là một trong thập nhị hiền thủ,
tức là 12 vị đệ tử lớn của Đức Phật Thầy Tây An. Nên đó là một trong những cái điều rất là đặc biệt. Thì thưa chư quý vị, khi Đức Cố với một cái phong trào khởi nghĩa để đánh đuổi giặc Pháp, thì ngày vắng mặt vào cái ngày 22 tháng 2 năm 1873. Thì từ đó về sau thì trong tín đồ Bổ Sơn Kỳ Hương cũng như tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng như bá tánh vạn dân tưởng nhớ ngày ông vắng mặt, rồi tổ chức ngày lễ kỷ niệm. Thì xin kính chúc quý vị mình được an lạc và luôn luôn lúc nào cũng được hưởng trọn phúc duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Rồi thêm câu hỏi đây ngắn đi. Như vậy thì hàng hậu tấn của chúng ta để học theo gương một vị anh hùng như Đức Cố là những cái gương hạnh nào của để mình học theo anh? Những cái gương hạnh hiện nay thì hàng hậu tấn đó thì đang thực hiện qua lời dạy của Đức Thầy cũng như của Phật Thầy Tây An. Tức là trong giáo lý của Đức Thầy dạy đó, tức là trong đó có tứ ân. Nên bổn phận người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó, với cái giáo lý tứ ân mà Đức Thầy dạy đó, thì vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất, và không làm những cái điều gì để rồi làm tổn hại đất nước. Cho nên đó là cái điều mà hàng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đang noi những cái gương lành mà được Đức Thầy đã chỉ dạy, là kẻ chết đã yên rồi một kiếp, người sống còn tái tiếp noi gương. Vậy cảm ơn anh ha, là chia sẻ tin nhắn nhưng mà rất là mang ý nghĩa quá vậy. Đây quý vị ơi, thấy tinh thần tích cực của bà con đồng đạo, dạ lắm sao mỏng. Đây quý vị nhìn thấy nè ha, quý cô chiên tàu hủ, và bên cạnh đó thì cũng có những cái trái cà, cũng cà xào ha. Chiên gì thấy nóng không cô? Cũng không có nóng, mà nóng cũng hình phải gán. Để cho cô bác ăn mà. Món này ngon quá ha. Cái này là món gì vậy chị? Cái này hả? Dạ. Hột vịt sốt me. Quá ngon ha. À chà, ngon. Hột vịt sốt me hả? Quá ngon ha. Hả? Rồi. Đây quý vị ơi, trong quá chèn rồi. Vinh Đông Cố á. Rồi đây anh em tổ chức nấu, mình đãi cơm không đồng cho anh em ăn từ miền xa cái gần ở đây ăn cho vui. Không đồng là không có đồng á. Dạ. Đúng rồi. Tổ cô ở đâu cô? Ở đây là ở trên Phú Bình xuống đây là nấu. Dạ. Hòa Lạc. Đây nè chị này, chị chủ nè, nói gì hỏi như này là chị cũng như là chị không dám cho. Dám cho. Tóc dưới lên cho đẹp quay. Cập nhật mấy ngày lễ cho nó vui. Vậy cái này là mình của bà con Hùng lợi đãi hay gì con? Mình á là phục vụ tới 6 ngày đó. Tới ngày 22 là kết thúc. Rồi lương thực thực phẩm là cũng là tự Mạnh Thường Quân góp với cô chị mới. Nói chung là cũng như chị đại diện cho ở đây. Rồi hỏi lên. Rồi cô, mình là trong cái đội ngũ mình là đến đây mình đãi cơm không hả cô? Đãi cơm không, thực phẩm. Vậy cơm, có cơm. Gì khác nữa không? Bún bánh xèo thì ngoài kia, còn của chị là cơm. Cái này là món ngon không ha? Cơm với cháo. Rồi. Mà ngon quá. Hình như giống là chuyên nghiệp quá. Là lễ nào cũng đãi hay vậy hay là chỉ có Vinh này, còn ngày bình thường thì vậy là mình quê ở đây luôn ha. Chỉ có nhà cơm riêng, có nhà cơm không đồng riêng. Đây là ngày mai là ngày 20 là lễ cố nè. Rồi anh em đến đây chung vui ăn bữa cơm đi cho vui vẻ với ông cố. Những cái cô đến tiếp đãi ra còn phải có những cái số trẻ cũng phục vụ luôn ha đệ. Vô được. Đứng đây được rồi chị ơi. Được rồi. Nhìn thấy quý cô cũng nhiệt tình quá ha đệ. Sao cái gian hàng này giống bán quá ha đệ, ngon quá à. Nhưng mà tự chọn quá ha. Quá ngon rồi quý cô, công nhận rồi đệ. Để tâm để thấy. Rồi cho mình di chuyển rồi mãi rồi. Mấy bà mấy cô ha, chúc mấy cô nhiều sức khỏe để phục vụ cho bà con. Bên đây cũng tiếp tục, bên đây là gói bánh tét nè. Ở đây cũng không thua gì Vinh mấy Vinh kia ha. Đúng rồi, đây là điểm gốc mà đệ. Mà đặc biệt hơn là tới 10.000 đòn á. Kia gói 80.000 đòn Kia gói 8.000 đòn 80.
80 luôn hả? 80 là 8.000. 8.000 ở đây. Vậy sao? Dạ. Đây tới 10 ngàn lớn vậy? Đây 10 ngàn. Rồi. Rồi, di chuyển đi. Ok, đây rồi, là rồi, mình gian hàng mình đẩy bao nhiêu loại nước chị em gái? Dạ, mấy đồ có em ở Hòa Lạc đẩy xâm lạnh với lợn hồ bé. Rồi, còn bên đây thì đẩy bún. Dạ. Rồi mình phục vụ tới hết lễ luôn ha. Dạ, phục vụ tới hết lễ luôn. Đẩy nào cũng 18, 17 đẩy chuẩn bị tới giờ luôn đó. Như lễ nào cũng thấy cái tổ mình cũng đi đẩy chân phải không dạ, em gái? Dạ, ở đâu cũng đẩy chân lễ nào. Cũng đẩy. Vì cái động lực nào mà chúng ta lại hy sinh trong những ngày đại lễ vậy chị? Dạ, tại muốn có trách nhiệm với là xã hội. Hay quá. Rồi thì đền ơn đáp nghĩa cho các vị anh hùng có công với đất nước. Với là con cháu của ông cố mà phải cố gắng. Cũng quê gốc ở đây ha. Dạ, quê gốc ở đây. Và cái việc làm từ thiện của mình như vậy đó, rồi mình có tâm nguyện gì không? Không có tâm nguyện gì đâu. Tại vì mình có giúp ích cho đời là được là vui rồi. Tinh thần hy sinh phục vụ ha. Rồi mấy vị ngăn ngày đại lễ mình có gửi là nào cho bà con đồng đạo gần xa được nghe chung cho nó vui nè. Dạ. Không biết nói gì. Chúc đi chúc cho bà con đi lễ được thăm khỏe tâm an, bầu đời tâm vững chắc và cố gắng phát huy nhiều hơn. Lễ nào cũng đi để giúp ích cho đời, để noi gương và cho các buổi lễ nào cũng long trọng đông vui. Cảm ơn bạn Tiên nha. Rồi. Thưa quý vị, tiếp theo ở đây là nơi phục vụ đẩy ăn. Thì đằng kia là nơi cây gáo của ông cố chồng để tôi tiến lại bên đây cho quý vị thấy luôn ha. Thưa quý vị, tại dinh của Đức Cố Quảng tại Phú Bình ở nơi đây thì lưu giữ được hai cái di tích của các cụ trong quản lý dinh người ta kể lại. Thì nơi đây là một cái cây gáo do Đức Cố, chính tay Đức Cố chồng đây, còn lưu giữ đến ngày hôm nay. Gáo này cũng là mấy trăm năm rồi đó. Và trong đền thờ thì giữ lại một cái cây kiếm của binh gia Nghị. Hai di tích không ạ? Đúng rồi đây. Thì ở trong dinh này thì được hai cái bủ bối đó, cho nên đã làm nên một cái khí thế trong những cái ngày đại lễ của Đức Cố. Đồng đạo người ta sẽ hướng ứng tinh thần đến đây rất nhiều để phục vụ tốt trong những ngày đại lễ của Đức Cố. Thì bà con đồng đạo chúng ta, người thì đến đãi cơm, người thì đến đây phục vụ bánh xèo. Và bên cạnh đó thì cũng mấy anh em bên đội ngũ thuốc tây cũng chăm sóc sức khỏe cho bà con ha, hết sức là tích cực. Kính thưa chư quý đồng đạo và quý khách dân xa thân mến ha, thì ở đây chúng tôi đang có mặt tại dinh ở Phú Bình, là nơi gốc gác trước đây là Đức Cố Quảng chúng ta đang ở vị trí này. Và giờ đây thì bà con tích cực đến để đãi nào là ăn uống, và bên cạnh đó có những ly cà phê, trà đường đến tay du khách rồi, hết sức là nhiệt tình quý vị nhìn thấy nè ha. Tổ mình đãi mấy ngày rồi mấy cô? Tổ mình đãi mấy ngày rồi cô? Dạ. Hai ngày rồi, qua đây. Dạ, rồi tới ngày 22 luôn hả cô? Đây đẩy tối ngày 22 luôn. Ba món rồi ha. 4-5 món gì đó là hết trơn nè nè. Năm nào mình cũng đẩy đẩy cho hả cô? Năm nào cũng đẩy hả? Năm nào cũng đẩy hết chứ không có. Vậy là mình bao nhiêu ký cà phê này mình đẩy trong một ngày vậy với cô? Không biết. Hôm nay thấy đông không hay không thấy nghĩ đông không? Đông. Cái lễ nào cũng vậy, tới lễ là đông. Bởi vì Đức phụng vị trung thành với đất nước, mà đệ tử của Phật thầy Tây An thì là ông là một người hết sức là trung thành với đất nước và cha mẹ. Đức Cố có mấy người con không biết không? Cô không rành. Vậy là hy sinh cho đất nước ha. Cái ông cậu Hai Nhu là con của Đức Cố. Còn cậu
lành nhưng mà lính của Đức Cố cái sự trích tôi ít biết lắm. Tôi nghiên cứu về đạo pháp không à, chứ sự trích tôi không hiểu rồi. À, thời buổi này là thấy tu cái gì là nó mau nhất theo ông hai chia sẻ. Thời buổi này là tu cái đời hạ quân này là Đức Giáo Chủ kêu mình phải ráng là niệm Phật đó, mới được. Chứ còn nếu thiếu niệm Phật là sắc gan cũng chảy. Cái thời buổi này nếu thiếu niệm Phật là sắc gan cũng chảy. Dạ mới xuống nè anh ơi. Dạ. Coi như tôi theo Phật giáo của Hảo thì dầu tuổi tôi lớn rồi nhưng mà dầu muốn dầu không thì cũng phải đi cho nốt đặng đường với Phật giáo Hảo với Bửu Sơn Kiều. Chứ cái khác là tôi không biết. Mày đi chỗ khác đi, mày lại đây. Thưa với bà Tư thì hai cô đệ chúng con đi lễ thì gặp được bà cô Tư thì bà cô Tư có đôi lời gì chia sẻ nhân vào cái ngày lễ của Đức Cố sắp tới còn 2 ngày nữa là tới chánh lễ rồi cô. Thì cũng mời cô Tư để chia sẻ cho đồng bào miền Trung Nam Bộ. Kính thưa quý dân thành, lần 151 năm, lần thứ 151 năm lễ của Đức Quảng Cơ Trần Văn Thành. Ngày mai là ngày 21-22 mới hết lễ. Xin nhắn với quý vị cộng đồng mạng là ngày đại lễ của vị anh hùng dân tộc của chúng ta, mà các ngài khi xưa có công dựng nước và giữ nước, từng đuổi dập ngoại xâm để giữ yên bờ cõi. Mà Đức Thầy có câu là bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. Nên quý vị hãy cố gắng sắp xếp chuyện nhà để đi dự lễ những anh hùng dân tộc mình ha quý vị. Quý vị thấy Đức Cố mình đứng trang nghiêm quê cường không quý vị? Tại vì ngày xưa Đức Cố có hai câu: dầu thua xuống láng xuống bưng, nếu ra đầu giật lỗi chân quân thần. Xin kể với quý vị là đây sinh nhất quê hương ông ở. Bình Thạnh Đông là thở khai sinh, Tổng An Lương quê quán gia đình huyện Châu Phú Bồ Vinh thời cố. Tuy giàu có không đem thi thố, sống dung hòa an cố võ danh, ánh thần lương ít có ai bằng, đời vị quốc lạng danh muôn thở. Nên khi mà năm Ất Dậu đó, tuổi Ất Dậu 20 vừa đúng, nghe triều đình kêu dụng thanh niên, ký mài gâu nung nấu ông liền. Sức từng đến, sức cơ nhập ngũ. Trước sức đội nghĩa quân ông đủ, lệnh tùng quân dẹp lũ miên loạn, chống biên thì thuộc tỉnh An Giang, đuổi miên loạn giữ yên bờ cõi. Đó, thành thử ra ông Nguyễn Trung Trực của mình và Đức Cố Quảng với ông Thiên Hậu Dương là ba người kết nghĩa. Mà ông Thiên Hậu Dương thì có câu là người ngay đứng giữa đất trời đánh cai, chẳng quản mặn nồng chớ than. Còn ông cụ Nguyễn của mình thì khi lên ngọn đầu đài, ông bức kêu hùng nói lên những câu: chừng nào tụi bay ban cái chức nào mà chém đầu tay thì tao sẽ nhận, hay là chừng nào tụi bay nhổ hết của nước Nam mới không có người Nam chống Pháp. Ông dõng dạc ngâm lên bốn bài thơ theo việc binh nhung từ thở trai: không cần hăng hái tuốt vua mài, anh hùng gặp phải hồi không đắp, thù hận trang trang chẳng đội trời. Phải không, một câu nói mà bất khuất trung hậu đảm đang kiêu hùng. Nên kính thưa quý vị, dầu mình tu một ngày hay nửa ngày vẫn giữ phải giữ chữ chung nha quý vị, đừng nhảy long nhông thành sang chữ nịnh nha. Chữ nịnh là ông Phật không có nước đâu đó. Đó, phải làm sao mà cái gì nè quý vị, với mình sống với một cái quốc gia nào cũng vậy, dầu chưa đủ tài lực đổ đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta hãy gắng tránh đừng làm điều gì sơ sức đến đổi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng góp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước, đó là ta đã đền ơn đất nước vậy. Với mấy ông của mình, bởi với thầy cho biết là tử vì nước còn ghi linh miếu, thác vì đời thanh sự danh bia. Nên cái đại lễ của mấy ông rất là đông quý vị. Quý vị thấy đây tới tối là đông dữ lắm đó. Nên chúng ta hãy trở về nội tâm, hãy noi gương theo Đức Phật, Đức Thầy của chúng ta. Thầy nói tìm cực lạc đây rành đường ngõ rồi, quý vị đừng chạy theo ai nữa mà anh lầm nha. Hãy mau mau tu tỉnh mấy màu, tặng thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm trò nhân đạo. Kính thưa quý vị, em nó hỏi vụ ở trên núi Cấm á con. Xưa gài quý vị cộng đồng mạng cũng hoang mang. Quý vị ơi, không có hiện tượng gì đâu quý vị. Tại những cái anh mà chàng vừa quay YouTube rồi có những lời thất thiệt á. Chứ quý vị thấy coi, ngưng mưa mấy tháng nay rồi thì sông hồ phải khô cạn thôi. Huống hồ gì trong cái hồ mà không khô.
nên còn cái chỗ mà cát nổi đó quý vị và thưa quý vị cũng không có hiện tượng gì hết. Tại vì Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết nè, xin đỉnh chánh với quý vị bữa nay là cái chỗ nổi cát đó thì trên Vàm Nao là 4 cây số nghe quý vị, không phải là ngay sông Vàm Nao nghe. Thì nước nó quy tụ chỗ đó là có 4 ngã gì nè, thì nước quy tụ thì cát nó phải nổi. Nhưng mà những bô lão ở đó thì người ta cho mình biết là cách đây 34 năm đã có nổi rồi, nhưng mà sau này mình lấy cát nhiều quá nên không nổi nữa, thì bây giờ nổi lại đó là chuyện thường thôi. Còn mấy ông dựng lên mà nói ông Năm Chèo về sát phạt này kia thì chưa phải đâu quý vị. Nếu ông Năm Chèo mà ông nổi dòng Nao như vậy đó quý vị, tắm không gài thì không còn đâu, nên chưa đâu quý vị. Quý vị nghe cho kỹ cái lời Đức Quỳnh Giáo Chủ nói nha, con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết ta, tức là bây giờ chưa có việc thảm sầu, nên quý vị đừng có nghe những lời anh tuber youtuber mà nói khống. Ngày sau có việc thảm sầu thiết ta rồi chừng ấy nổi vậy, phong ba cũng chưa có phải không, mấy chừng nào có phong ba mới có con nghiệt thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng bá gia mới biết người cùng là ai. Chừng nào có hiện tiện hai hiện tượng đó xảy ra, ông Năm Chèo mới xuất hiện. Nhưng mà người tu thú ấy cúi đầu, người không tu niệm ngõ hầu mới ăn. À, phiên chứ quý vị cộng đồng mạng là đừng xôn xao nữa, mình hãy niệm Phật từ hơi thở đi quý vị. Để làm gì? Tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục mới giao du tiên đài. Đó. Chứ ở đây mà quý vị theo thời cuộc hoài thì mình e nó không có kịp nữa. Nếu để trễ chày e trễ thì kỳ thi đó. Muôn thu thiên định nhất kỳ. Đó. Thành thử cho quý vị hãy niệm Phật từ hơi thở. Khuyên quý vị lớn tuổi hãy niệm Phật từ hơi thở. Đừng có nghe lời cái chuyện này. Quý vị thấy không? Ngày xưa thì Phật ở trên cao mà giờ dưới đất nó lao sao kiếm tiền, nó kiếm tiền đủ thứ trơn phải không anh? Nó dựng lên gì vài tháng cái có mẫu chuyện, vài tháng có mẫu chuyện. Bây giờ bé Tường Lam đang xì rồi, không biết mai mốt tường, nó dựng tường vàng, tường trắng, tường đỏ gì đây nữa không biết nữa. Đó. Quý vị tu là tu chứ đừng theo thời cuộc nữa. Đời thì không tới đâu, nhưng mà chỉ sợ cái mạng mình nó tới thôi chứ đời thì chưa tới. Nhưng mà cái mạng mình là không tu thì sợ không còn đó. Chứ ở đây mà nói thất thiệt hoài thì nó không đúng đâu. À, phiên bổn đạo lập thân nuôi trí, tạm chờ ngài ý kiến Phật trời, quá yêu văn cảm tỏ ít lời. Chứ nào có ngạo chi tăng chúng à, thầy nói chứ không phải tôi nha. Coi tâm kệ làm theo mấy chúng, để lạc lầm lắm bớ tăng đồ, định tâm thần như mặt nước hồ, si với nghĩ si đường lối. À, thành thử ra quý vị ơi, mình sống sao mà như các vị anh hùng dân tộc mình, khi sát mắt mà hồn thiên chẳng mắt. À, khi ông quy y với Phật thầy Tây An thì ông giải tán gia nghèo nghèo, nên Đức Phật thầy Tây An có câu nhắn với bà cố là việc tu tỉnh lo gì cơm gạo, dẫu có nghèo có đạo là hơn, phải không? Thành thử ra ông cố mới được vinh hiển như ngày hôm nay quý vị. À, thưa quý vị, tiểu sử của Đức Cố thì nhiều lắm, mình kể không nổi đâu. Nên kính thưa quý vị cộng đồng mạng, quý vị hãy trở về nội tâm để lập thân bồi đức, để có mặt dự trong ngày Long Hoa Đại Hội. Mà Long Hoa tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma, nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn nê hà. À, lòng thầy chua xót ruột thầy đau, nghe được lời phiên tỉnh giới nào, kiếm huệ rước xong rồi quả báo lo chi, lo gì có Phật cảnh chen vào. Thành thử ra mình phải trở lại nội tâm thôi. À, quý vị đừng nghe thiên cơ thời cuộc nữa. À, thiên cơ thì bắt khả lộ, mà ai lộ thì không biết sao, cái chuyện đó để cho thánh thần trợ Phật ta định đoạt, mình cũng không dám biết, không dám nói. À, quý vị ơi, khẳng định với quý vị một câu là quý vị mình phải trải ra nhiều trận nhầu nhã sải sàng để lập lợi đời tăng. Mà quý vị dự được hội Long Hoa thì gán tu nha. Sau này quý vị nam của mình cứ được 7 thi thiếp rồi đó. Tại vì ông Phật Trụng cho biết là thượng quân trai thiếu gái thừa, vợ thì 5-7 tục quyền nhất gia. Đó. Thành thử qua quý vị hãy tu gấp gấp lên nha quý vị. Đừng nghe thiên cơ thời cuộc đó. Thiên cơ thì không có đúng đâu. Quý vị hãy ôm sát giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy, để trở lại con đường chánh đạo của mình. Dầu quý vị tu nửa ngày quý vị cũng có thể đắc đạo. Ai mà sớm biết ăn năn quầy đầu hướng thiện bằng tăng dắt dùm. À, xin lễ phép kính chào quý vị cộng đồng mạng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
quý vị cộng đồng mạng, thí dụ quý vị ở Việt Nam thì nên nhín chút thời gian để đi dự lễ Đức Cố. Quý vị ở hải ngoại nước nhà, ở hải ngoại xa quá quý vị đi không được thì chỗ nào tổ chức quý vị cứ đi rồi dự, còn không quý vị cứ coi mấy em YouTube của mình quay lễ Đức Cố đó coi. Anh chàng YouTube này tên gì, hai anh chàng này tên gì? Lâm Sầu Mộng với Lâm Tam Hòa Tự. Anh chàng Lâm Sầu Mộng với Lâm An Hòa Tự, quý vị gõ lên hai đệ này để coi ha, người ủng hộ hai đệ ha. Xin kính chào quý vị.